Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp hoạt động thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Bộ này đề nghị Bộ Tài chính giả soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở mặt bằng, mặt hàng xăng dầu như mức chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức đã áp dụng từ năm 2014. Bộ Công Thương cho biết điều này nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh, xăng dầu và người tiêu dùng Thực tế trong nhiều năm qua, kể từ khi áp dụng thông tư 39 quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn của Liên Bộ Công Thương Tài chính, chi phí kinh doanh định mức của mặt hàng xăng dầu được áp dự, được áp dụng cố định từ năm 2014 cho đến nay. Mặc dù thì đã có nhiều lần thay đổi và biến động giá cả về thị trường. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng mức chi phí định mức này không còn phù hợp do thị trường giá xăng dầu thế giới đã có biến động liên tục lạm phát và các chi phí đều tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cửa hàng đại lý không mặn mà bán hàng trong thời gian vừa qua